Chào cả nhà. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với hai phần tiếp theo của loạt phim Người trong giang hồ. Để đỡ mất thời gian thì các bạn hãy xem lại hai video về ba phần trước. Còn bây giờ thì tôi sẽ nhảy thẳng vào nội dung chính luôn. Phần 4 của loạt phim lấy bối cảnh vào năm 1996, bắt đầu với đám cưới của Lương Nhị và Cây Cây. Tại đây thì chúng ta được gặp anh Khủng Long, đường chủ khu vực đồn môn của băng Hồng Hưng. Ông này thì không quan trọng lắm nhưng mà hãy để ý đến ông em phẩy lai like vàng kia ông này tên Sinh Phiên, vừa xuất hiện đã thể hiện là đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Sau đó thì Hạo Nam cùng Trần Diệu và các đường chủ khác của Hồng Hưng đến Thái Lan để mời ông tưởng này, em trai của ông tưởng này, về làm chung cuối của Hồng Hưng, bởi vì Hồng Hưng được lập nên bởi một ông tưởng khác là bố của hai ông tưởng kia. Trong số các đường chủ Hồng Hưng thì cần chú ý đến Thập Tam Muội hay gọi là chị 13 đi và Hàn Bân, ghệ của chị 13. Hai anh chị này thì sau này xuất hiện nhiều. Cùng với đó là một trong những phản diện chính của phần 4, Lê Béo, đường chủ khu Bắc Hồng Kông, đứng đầu một tạp chí người lớn nhưng từng dụ nhầm em gái anh B chủ bảnh nên là anh b sai hội nam đi đốt sạch sách báo phim ảnh của lê béo đâm ra là hai bên ghét nhau trong khi các cốp hồng hưng đi du lịch thái thì khủng long do bị bệnh nhớ nhà cứ đi khỏi đồn môn một lúc là không chịu được nên lại ở lại hồng kông cũng chính vì thế mà anh bị một cán bộ của băng đông tinh giết hại ném từ nóc nhà cao tầng xuống tất nhiên là băng đông tinh vẫn giữ nguyên truyền thống bách thú của mình nhân vật mới này là hổ sấm sét và có cùng diễn viên với quạ nên tôi tạm gọi là hổ mặt quạ hôm sau thì các cốp hồng hưng nhận được tin thì quyết định tìm đường chủ mới cho khu đồn môn chị mười ba tiến cử gà vì gà đã từng có kinh nghiệm ở đài loan nhưng lê béo lại phản đối và đề cử sinh phiên làm đường chủ bất ngờ là nam lại ủng hộ ý kiến của lê béo và khuyên can gà không nên tham gia tranh quyền đoạt vị tất nhiên là gà không nghe và tình anh em lại dạn nứt lần thứ n ông tưởng em sau đó cũng đồng ý quay về hồng kông và cũng như ông tưởng anh thì lại chia địa bàn cho gà và sinh viên ông nào kiếm tiền giỏi hơn thì lên làm sếp ngắn gọn dễ hiểu trùng hợp là gà đi tranh quyền ở đồn môn thì cô gệ thục phán cũng tới đây làm cô giáo và được phân cho cái lớp hư nhất trường nói chung là đi du học về cũng khá là tâm lý kiểu bên tây giáo viên sẽ giống như người bạn hơn là bố của học sinh nên ban đầu cũng lấy lòng được cái đám chẩu này một tí sau đó thì thục Phấn cũng giới thiệu cho Nam cô đồng nghiệp giáo viên tên là Hân Hân, hai má đỏ hay hay, nhìn thấy thì Nam cũng có tí ngất ngây. À cơ mà cũng phải giấu thân phận giang hồ nữa. Trở lại với cuộc đua tranh chức đường chủ đồn môn, do sinh viên là người bản địa nên có được sự ủng hộ của dân địa phương và còn được Lê Béo giới thiệu với hổ mặt quạ. Anh này thì khỏi nói rồi, vừa gian vừa giàu Nên muốn dùng sinh phiên làm con rối để kiểm soát khu vực này Gà mới đến đồn môn thì mở tiệc mời gọi bạn bè gần xa bà con cuối phố đến để ra mắt Nhưng mà ai cũng đến chào hỏi xã giao vài câu rồi bỏ hết sang bên sinh phiên dự tiệc Quê Lúc về thì gà bắt gặp sinh phiên đang dở trò đổi bại Tính hãm hiếp một cô gái nọ Gà nổi máu hoàng phi hường xông vào Dũng cảm xin lỗi hộ Nhưng mà lại quê Đấy là ghệ của sinh phiên đang chơi trò nhập vai 50 sắc thái Nói chung là mưu hèn kế bẩn sinh phiên có hết tất cả những người ủng hộ gà đều bị tấn công chiến thắng gần như đã nằm chắc trong tay sinh phiên thục phấn lộ thân phận gệ gà thì cũng bị tụi học sinh chẩu Bô phải vào viện khiến nam bất đắc dĩ phải trở thành great teacher trần hạo nam anh cảnh báo tụi học sinh về mặt trái của băng đảng tất nhiên là chúng nó méo nghe nhưng mà cũng có tí ngại đến đây thì hân hân cũng đã thấy nghi ngờ về thân phận của nam lương nhị cưới vợ xong mất tích hơi lâu nên xuất hiện trở lại để cố giúp gà bằng cách gọi hội để ám sát sinh phiên nhưng một lần nữa anh lại thể hiện rằng trên phim mình chỉ là nhân vật phụ và bị đánh cho trọng thương may có đại phi đến cứu kịp đưa về nhà dưỡng thương nhưng bao bì lại dại gái bị bạn gái em sinh viên dụ dỗ để lộ địa chỉ của nhị dẫn đến một sự cố khá là ám ảnh khi hổ mặt quạ và lê béo xông vào nhà nhị cho người hiếp dâm cây cây rồi ném nhị từ tầng thượng xuống đất đêm đó nam chửi gà như chó vì tham gia tranh giành quyền lực không cần thiết hân hân cũng có mặt tại hiện trường và phát hiện ra thân phận xã hội đen của nam nhưng mà vẫn đi theo stock trai đẹp nam trầm cả nam uống nam lại uống uống tiếp nam ngất hân đưa nam về nhà rồi điều gì đến nó cũng đến ngày phán quyết cuối cùng cũng tới Gà và sinh viên đối đầu trong cuộc võ mồm quyết định Bình thường thì sinh viên nói chuyện như kiểu giáo viên ngữ văn cấp 1 mất sớm Nhưng hôm nay có hổ mặt quạ ở sau mớm lời Nên là diss gà như Eminem diss Machine Gun Kelly Và giành luôn thế áp đảo khi bỏ phiếu Nhưng mà ngạc nhiên chưa Chị 13 và Hàn Bân chen Nga Mang theo cô bạn gái của em sinh viên Bị cắm sừng nên đã đổi phe Bé này biết mọi thủ đoạn mà phe sinh viên đã dùng Nên được lên sân khấu cầm mic bóc phốt Sinh viên định làm tí võ nghệ nhưng không được Đã bị ngăn lại lại còn làm rơi mất phao Khiến hổ mặt quạ bị lộ tẩy tiện tay bắn luôn cô em gái sau đó hổ bị quay nhưng không hề nao núng bảo là chúng mày chỉ có chó đàn giỏi thì solo nam thì thích là chiều tiện thể trả thù cho nhị luôn nào ngờ hổ lập rum đấm bốc rồi lại chít chơi ra nhưng chưa kịp chém phát nào thì lê béo từ đâu phi ra cầm thanh katana xiên luôn hổ mặt quạ rồi tuyên bố trung thành với hồng hưng khôn như lê béo quê ông tưởng đầy nên là bắt bài chửi lê béo một chàng rồi đuổi sang abani sau đó thì đưa đại phi lên thay vị trí của lê béo gà cũng được thăng làm đường chủ ngang hàng với nam lúc này chị 13 mới đưa nam thư của hân hân Nói rằng anh rất tốt nhưng mà em rất tiếc Nên là đến hết phần 4 Nam vẫn cô đơn trong mùa đông giá rét Chuyển cảnh sang phần 5 Lấy bối cảnh nửa sau của năm 1997 Hồng Kông lúc này đã được trả về với Trung Quốc Với lời hứa sẽ không có gì thay đổi trong vòng 50 năm tiếp theo Tin ai chứ tin tàu là sai rồi Trở lại với năm 97 thì ông tưởng rất là tỉnh Biết rằng thời của xã hội đen đã hết Nên dặn Nam phải tập trung làm ăn trong sáng Làm giang hồ trong bóng tối Nhưng mà rắc rối thì vẫn không buông tha Nam Một hạo Nam khác là sư đồ hạo Nam xuất hiện Cạnh tranh địa bàn Vịnh Đồng La với hạo Nam họ Trần vì anh nam này thuộc băng bách thú nên tôi sẽ gọi là nam thú. Nam thú dẫn đệ đến quán bar của nam trần để gây rối, đang liên thuyên đến đoạn hồng Kông chỉ cần một hạo nam thì bị thanh tra lý can thiệp bảo là hết cái thời vô pháp vô thiên rồi. Bây giờ ông đây quản lý chúng mày. Nam thú không dây dưa với cảnh sát nữa và đánh bài chuồn. Thanh tra lý dặn dò nam trần là đừng có mà giở cái thói giang hồ. Có biến thì phải gọi ngay hotline 113 hiểu chứ? Nam trần sau đó đi ăn đêm với anh em thì gặp đầu to. Người chín năm trước đã nhận tội đi tù thay anh B giờ ra tù thì quyết tu tâm sống không tạo nghiệp đi bán báo vỉa hè và không muốn dính líu gì đến giang hồ nữa sau đó thì nam được ông tưởng đưa sang malaysia để tham gia một buổi từ thiện của sòng bạc tại đây thì nam được giới thiệu với một đại gia người malay gốc quảng trần gia nam tôi sẽ gọi ông này là nam già nam già mười năm trần hợp tác làm ăn trước tiên là một dự án bất động sản tại malaysia sau đó là làm bảo kê cho một sòng bạc trên du thuyền đồng thời thì nam cũng gặp và phát triển tình cảm với thư kỳ lúc này ở hồng kông thì đầu to bị băng bách thú đòi tiền bảo kê tất nhiên là anh không chịu trả và liên tục bị quấy rối dù bao bì và chuối cố gắng bảo vệ nhưng mà đầu to vẫn bị đốt mất sạp báo nam về hồng kông nghe được tin thì đến phòng tập kích boxing ngày xưa gạ đầu to đấm nhau tay bo nam thắng thì đầu to phải trở lại theo nam thắng là chắc rồi nhân vật chính mà sau đó thì nam trần đón nam già đến hồng kông để ký hợp đồng nhưng mà cái hợp đồng lại toàn tiếng anh nam trần thể hiện luôn là sống ở thuộc địa anh cũng chưa chắc đã biết tiếng dù chẳng hiểu gì nhưng nam trần vẫn ký vì tin tưởng nam già trong buổi lễ khánh thành sòng bạc trên du thuyền thì nam trần bất ngờ gặp nam thú và tính đổi đi nhưng hóa ra nam thú lại là khách của nam già hơi bị khó chịu ấy nhé Tết đến xuân về Nam Thú vẫn không tha, đến nhà hàng của Nam Trần để phá đám. Nam Trần cay lắm, nhấc máy gọi ngay 113 để nhận sự hỗ trợ của thanh tra lý. Tiễn vong xong thì Nam Trần và gia đình ăn Tết, nhưng mà sang hôm sau thì bất ngờ lớn, đầu to phát hiện có sai sót trong hợp đồng của Nam, khi không nhắc gì đến cái vụ du thuyền mà chỉ có bất động sản. Cảnh sát cũng ập vào bắt Nam vì tình nghi có liên quan đến một vụ mưu sát, nhắm vào một thám tử Malay đang điều tra các dự án bất động sản mà Nam đang tham gia anh lớn Hồng Hưng bị bắt thì bên Bách Thú cũng động thủ, bắt đầu tấn công vào địa bàn của Nam và cả hai băng bị bắt một đống, bao gồm cả chuối. Cô cậu Bách Thú thì vào đồn rồi mà vẫn húng chó, giật súng của cảnh sát rồi bắn luôn chuối trong đồn. Tội anh diễn viên chết hai lần trong một loạt phim. Sau đó thì Nam cùng ra quyến chuối kéo đến trước đồn cảnh sát, đòi xông vào trong nhưng thanh tra Lý bảo phải nể mặt nên là làm ma chay trước cửa đồn luôn. Rồi Nam lại dẫn người ra ngoài du thuyền gặp nam già, nam già không sợ mà nói thẳng luôn là cái loại như nam trần không làm ăn lớn được đâu rồi cho biết là đã thuê nam thú làm bảo kê du thuyền loại nam trần khỏi dự án căng thẳng leo thang thì đương nhiên là hẹn nhau làm tí võ nghệ nam già quyết định tài trợ cho nam thú tổ chức một trận kickboxing giữa đại diện của hồng hưng và đầu to và đệ của nam thú nhà vô địch hà dũng nam già cũng tiết lộ thư kỳ chỉ là tay trong của mình tiếp cận nam trần chỉ để tuồn thông tin cho hắn ta nhưng thách thức trai đẹp là sai rồi thư kỳ thích nam đẹp chứ không thích nam già nên là đến hôm tổ chức đánh nhau thư kỳ dẫn vợ nam già đến bóc đủ thứ phốt của ông đại gia tuy nhà tài trợ thì bỏ trốn nhưng mà trận kickboxing thì vẫn được tổ chức khi hai thằng đệ lên đài thì hai thằng anh lại dẫn nhau ra hậu trường đánh nhau không cần luật cho nó nhanh với hẹn ước là ai thua thì phải rời khỏi vịnh đồng la nói về trận trên đài thì hà dũng bị chị 13 chơi đều cử một con giáp thứ 13 tóc vàng da trắng làm bảy choác trước trận đấu nên đầu to cứ hạ bộ mà táng là ăn game hai em xong rồi nhưng mà hai anh nam vẫn chưa xong nên là lại dẫn nhau lên đài đánh tiếp không cần nói gì cũng biết nhân vật chính lại thắng ở đây chỉ cần có một hạo nam thôi và nó họ trần đánh nhau xong thì thanh tra lý đã được nam trần phím cho từ trước hốt được một ổ giang hồ về để chấm công tăng lương sau cùng thì thư kỳ cho nam xem ảnh tình đầu của mình nhìn giống hệt nam để chứng minh tình cảm của mình là thật cá nhân tôi thì xem đoạn này thấy khá là what the fuck giống nhau ấy liên quan méo gì đến tình cảm là thật hay giả nhưng mà thôi nói chung là hai người chính thức hẹn hò và cũng kết thúc luôn năm phần phim chính chuyện của đạo diễn lưu vĩ cường Ông này còn đạo diễn thêm một phần tiền truyện về thiếu niên Trần Hạo Nam nữa Nhưng không có trịnh y kiện và Trần Tiểu Xuân Và một phần spin-off hậu truyện kể về gà ở Nhật Bản Thường được gọi là người trong giang hồ 6 Nhưng mà liệu tôi có làm nốt hay không thì nói chung là cũng còn tùy hứng Và tôi quản quại Nhớ ấn subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào Xin chào và hẹn gặp lại